Thông tin trên được Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ với báo chí, nhân dịp Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 10-11/9. Vị đại sứ cho biết trong chuyến thăm sắp tới, Tổng thống Joe Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng các hoạt động với doanh nghiệp và người dân. Hai bên cũng rà soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ trong thời gian tới. Nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, ông Dũng nói. Theo Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, hai bên dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỷ vật chiến tranh, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghệ, ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỷ USD. Trên cơ sở nhìn vào tiến trình và thành quả mà hai nước đã đạt trong thời gian qua cùng tiềm năng và nguyện vọng của người dân mỗi nước, ông Dũng bày tỏ sự lạc quan về tương lai quan hệ song phương, những khuôn khổ hợp tác mới mà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ sẽ tạo dựng nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Joe Biden. Theo ông, cùng với kết quả đã đạt được sau 28 năm từ khi bình thường hóa và 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, những gì hai nước hợp tác sắp tới sẽ đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam mà Đại hội Đảng Toàn quốc L.